Mình đưa lên luôn nhé, là trên mạng là có luôn đó nhé. Hồi xưa cái tầm Đó, 3 tuổi bọn anh thi mặt nó nhiều quá rồi, nhà đứa quay cái tàn mắt đen. Tao không biết đâu, tao là người nào cũng có. Quay lên anh em bảo cho bù vào xe ấy. Bây đó bây giờ mình quay đó, người nào cũng có nha. Quay cả thế này nữa, anh còn nói em. Đây là sản đấy. Món này nhà Quốc Tuấn hay. Đó, bây giờ. Quay. À, vậy là bác nữa anh đưa lên luôn á. Bác không nói cái gì à? Ồ, nói cái gì quên ta. Đưa lên nó nói để nó em nào ơi. Anh nào. Thế đâu 500 anh em. Hả? 500 anh em. Đây là đạo quân nhà ta. Được 409 rồi, còn thiếu 10 người nữa ra cần 10 anh em nữa. Anh em chưa gọi là bổ cái xe. Bây giờ đây là mình đang cần đây có 490 anh em rồi, giờ còn đang cần thêm 10 anh em nữa. Đây là lao động xuất khẩu. Đây là người Việt Nam mới sang trong cái câu hoa hồng nhưng mà đây là bên này gọi là huy hoa hồng.